Vâng, và xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại trung tâm guitar S Việt, địa chỉ tại số 135A Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cây đàn bán rất là chạy bên shop guitar S Việt. Cái đàn này có mã là SCD 180. Thì trước tiên mình nói một chút về thông số cây đàn này. Thì mặt trước của cái đàn được làm gỗ thông, gỗ thịt nguyên tấm. Lưng và hông được làm từ gỗ vân sam cao cấp. Về phần cần đàn thì cần đàn được làm từ gỗ thao lao, rất là bền. Cho nên á, khi mà chơi về sau này nó sẽ hạn chế được cái vấn đề mà cong cần rơi rớt. Và phần đầu đàn thì được trang bị một bộ khóa đúc. Khóa đúc này giúp bạn giữ dây rất là chắc, hạn chế được cái việc mà bị xuống dây nhiều lần trong ngày. Ở dưới bộ khóa thì có một cái tem chống gã của guitar S Việt. Thì khi mà các bạn mua hàng, các bạn nhớ check cái tem chống giả này. Ở dưới này thì được trang bị một cái ti chỉnh cong 2 chiều, giúp cho các bạn chỉnh action tùy thích. Thì mặc định cái đàn này có action rất là thấp, đánh rất là nhẹ tay, cho nên thích hợp với nhiều bạn mới tập chơi. Thì sau đây mình xin test một vài âm thanh để cho các bạn cảm nhận. Vâng, và mới mức giá đang giảm chỉ còn 850.000 vào thời điểm này, thì đây là một cây đàn cực kỳ chất lượng trong tầm giá dưới 1 triệu. Không có cây đàn nào mà có thể là tốt hơn cây đàn này ở thời điểm hiện tại. Vâng, và khi các bạn muốn đặt hàng thì các bạn có thể đặt trực tiếp tại website hoặc là gọi điện trực tiếp để được tư vấn, hoặc là add Zalo để được tư vấn kỹ hơn. Và các bạn mua hàng trong thời điểm này thì shop có thể tặng các bạn full phụ kiện, bảo hành tới 12 tháng và shop có hỗ trợ ship toàn quốc. Các bạn được kiểm tra kỹ trước khi mà mình thanh toán. Bên shop có hàng rất là kỹ, cho nên các bạn yên tâm về cái phần mà vận chuyển ở bên shop. Và cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày làm việc học tập thật vui vẻ. Xin cảm ơn.